Đoạn văn tả cái diều ngắn gọn. Bài làm: kết thúc năm học, em đạt được kết quả học tập tốt. Vì vậy, anh trai đã hứa sẽ thưởng cho em một món quà. Đến lúc nghỉ hè, anh đã mua cho em một chiếc diều. Kích thước của diều khá lớn. Nó có hình một chú cá mập. Khung diều được làm bằng thanh tre rất chắc chắn. Phía đầu buộc một sợi dây dù, độ dài khoảng 10 mét. Sợi dây được cuộn lại cẩn thận trong một ống nhựa. Những ngày lộng gió, em và anh trai sẽ đem diều ra thả. Chiếc diều bay rất cao. Em cảm thấy vui vẻ khi được thả diều. Em sẽ giữ gìn chiếc diều cẩn thận.